Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tập hợp lại các tin tức của tuần qua và gửi đến quý vị một video tổng hợp. Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Đài Loan cần chuẩn bị cho chiến tranh hạt nhân. Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục phân tích những diễn biến xoay quanh câu chuyện chuyển giao tài sản bị đóng băng của Nga ở phương Tây cho Kiev. Cùng với đó là kế hoạch tấn công Đài Loan của Trung Quốc. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Kế hoạch phục hồi Ukraine từ tiền của Nga Theo tờ Sakharov đã đưa tin, ông Zelensky đã có cuộc gặp gỡ với người đứng đầu ngân hàng Mỹ J.P. Morgan, Jamie Dimon, để thảo luận về kế hoạch phục hồi Ukraine. Cuộc họp còn có sự tham dự của Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư BlackRock, Larry Finn, giám đốc điều hành của tập đoàn Blackstone, cũng như một số đại diện khác của giới tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu. Giới quan sát lưu ý rằng, ngân hàng JP Morgan và quỹ đầu tư BlackRock đã từng là cố vấn cho chính quyền Kiev trong một thời gian dài về các vấn đề xếp hạng tín dụng, ổn định tài chính, phục hồi đất nước cũng như là phát triển quan hệ kinh tế đối với châu Âu. Vào tháng 2 năm 2023, xếp hạng tín dụng của Ukraine đã bị liệt kê vào nhóm nước có nguy cơ vỡ nợ cao. Điều này có nghĩa là chính quyền Kiev sẽ dễ dàng đồng ý với các điều khoản của giấy tình hòa theo chủ nghĩa toàn cầu trong việc khai thác tài nguyên quốc gia. Điều biết, vài ngày trước cuộc gặp gỡ của ông Zelensky với đại diện của nhóm CP Morgan và BlackRock, giấy tình hòa toàn cầu đã đề xuất một kế hoạch để Ukraine có thể nhận tới 300 tỷ đô la thông qua việc phát hành trái phiếu bồi thường mà chính quyền Kiev có thể bán cho các đồng minh phương Tây. Và nguồn tài chính để chi trả cho số phiếu này là các khoản thanh toán bồi thường trong tương lai mà Nga được cho là sẽ phải trả cho Ukraine sau khi xung đột kết thúc. Liên quan đến nguồn thu thứ hai, phương Tây có kế hoạch kiếm khoảng 3 tỷ đô la mỗi năm và gửi chúng đến Kiev. Phương Tây cũng tin rằng chính quyền Ukraine có thể nhanh chóng phát hành hai loại trái phiếu bồi thường nói trên. Tuy nhiên, liệu Nga có chấp nhận kế hoạch trái phiếu bồi thường trên hay không? Khi mà khối lượng vốn của phương Tây bị đóng băng ở Nga còn vượt quá số tiền 400 tỷ đô la đang bị phong tỏa ở phương Tây. Theo ngân hàng trung ương của Nga, vào cuối năm 2023, nợ nước ngoài của Nga đã lên tới 326,6 tỷ đô. Chỉ tính riêng thị trường chứng khoán và nợ nước ngoài của Nga thì con số này đã lên tới 486 tỷ đô. Số tiền này sẽ là quá đủ để Nga bù đắp mọi tổn thất có thể xảy ra do việc phương Tây tịch thu tài sản của Nga. Ngoài ra thì bộ ngoại giao Nga cũng cho biết rằng Moscow sẽ đáp trả đầy đủ trước mọi nỗ lực của phương Tây nhằm tịch thu bất động sản và tài sản của Nga ở nước ngoài. Theo đó, việc phương Tây tịch thu tài sản của Nga là trái pháp luật, vi phạm các nguyên tắc và chuẩn mực cơ bản của luật pháp quốc tế. Nga cũng tuyên bố rằng những hành động như vậy được coi là sự xâm phạm trắng trợn vào những tài sản có chủ quyền và cũng là hành vi trộm cắp của một nhóm quốc gia đối với tài sản của quốc gia khác. Tổng thống Putin mở hộp Pandora có chứa 400 tỷ đô la. Như chúng tôi đã từng đưa tin tuần trước, Tổng thống Nga Putin đã ký xác lệnh cung cấp các khoản kinh phí cho việc tìm kiếm và bảo vệ tài sản của Nga ở nước ngoài. Doanh nghiệp nhà nước liên bang sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề này. Hiện thì những chi tiết về những bất động sản của Nga ở nước ngoài đang dần được làm sáng tỏ. Được biết thì doanh nghiệp nhà nước đã cung cấp vị trí các bất động sản của Nga ở nước ngoài. Và trong số này thì có những vị trí đáng lưu ý như là tổ hợp bảo tàng và công viên ở Zirochov, của người palestine và metochion serpy ở jerusalem của israel tiếp đến là nhà thờ thánh nicholas ở thành phố này của pháp nhà thờ chính thống ở paris ý nhà thờ thánh Sergius Radones ở johannesburg của nam phi và cuối cùng là một nhà tế tại địa điểm lễ hiền linh ở làng wenon cafin của jordan ngoài những bất động sản giá trị trên thì nó còn bao gồm đại sứ quán nga ở thủ đô bắc kinh của trung quốc một khu vực ở làng Andermas của Thụy Sĩ, nhà thờ Holy, nhà thờ Trinity và trung tâm chính thống giáo và văn hóa tâm linh ở Paris của Pháp. Nhưng bấy nhiêu thôi vẫn chưa phải là tất cả tài sản của Nga ở nước ngoài. Vì vào năm 2015, cơ quan đăng ký tài sản liên bang đã ngừng cung cấp thông tin về tài sản của Nga ở nước ngoài. Theo ông Alexi Chuba, phó giám đốc cơ quan quản lý tài sản liên bang, đã giải thích rằng vào thời điểm đó, thông tin trên trang web của cơ quan này không được công bố vì mục đích an ninh quốc gia, kể cả liên quan đến các chính sách không thân thiện của một số quốc gia khác. Bên cạnh đó, dữ liệu về việc phân loại tài sản ở nước ngoài của Nga có liên quan đến quyết định của Tòa án Trọng tài Quốc tế vào ngày 18 tháng 7 năm 2014. Trong đó, một số tài khoản của Nga tại Pháp và Bỉ đã bị phong tỏa, bao gồm dinh thự Fonio, Paris, với tổng diện tích lên tới 1,28 nghìn mét vuông. Vào năm 2012, doanh nghiệp nhà nước liên bang đã đưa ra một văn bản báo cáo kiểm tra chi tiết ngân sách cho việc tìm kiếm và bảo trì tài sản quốc gia ở nước ngoài. Bên trong văn bản này bao gồm 166 lô đất và 807 tòa nhà. Ngoài ra thì vào cuối tháng 4 năm 2023, Bộ Tài chính Nga đã xây dựng dự thảo về sổ đăng ký đặc biệt về tài sản nước ngoài của Nga. Sổ đăng ký này sẽ được doanh nghiệp nhà nước liên bang duy trì để tuân thủ các yêu cầu của luật pháp về bí mật nhà nước. Do đó, nhiều thông tin chính thức đã bị hạn chế đưa ra. Theo ông Sergei Gaidazi đã viết rằng, vào năm 2001, số đăng ký của Bộ Tài chính Nga bao gồm 3.643 bất động sản, được đặt tại 120 quốc gia. Chúng bao gồm các lô đất, trung tâm khoa học và văn hóa, đài quan sát, căn cứ quân sự, đại sứ quán, cơ quan đại diện thương mại, tòa nhà tôn giáo, tòa nhà dân cư, căn hộ và văn phòng. Nghĩa là thực tế thì có rất nhiều tài sản của Nga ở nước ngoài và tổng diện tích của chúng lên tới 600 triệu mét vuông. Theo các chuyên gia, những tài sản trên có giá trị thực tế đã vượt quá 300 tỷ đô la. Ngoài ra thì nếu tính cả vàng và các tài sản có giá trị khác của Liên Xô mà Nga là người kế thừa hợp pháp, thì tổng tài sản này có giá trị có thể lên tới 400 tỷ đô la. Thượng nghị sĩ Sergei Tsekov cũng cho rằng có khó có khả năng mà các đối thủ của Nga sẽ từ bỏ khối tài sản này. Nhưng điều quan trọng là Điện Kremlin phải chứng minh được số tài sản này là thuộc về Nga. Nhìn chung thì quyết định của Tổng thống Putin rõ ràng là có chủ ý và theo đuổi những mục tiêu nhất định. Chính trị gia Tsekov cho biết, sắc lệnh mới của Tổng thống Putin có thể là một phản ứng đối với chính sách không thân thiện của Mỹ và phương Tây. Những người đã tịch thu tài sản của Nga và đang cố gắng chuyển giao cho quân đội Ukraine một cách công khai. Còn những người ủng hộ việc tịch thu tài sản của Nga cho Kiev thì cho rằng cuộc chiến ở Ukraine là bất hợp pháp và số tài sản bị đóng băng của Nga phải được chuyển giao cho Kiev để phục hồi sau chiến tranh. Tuy nhiên, các quan chức Nga cũng chỉ ra rằng phương Tây cũng đã từng tham gia bất hợp pháp vào một số cuộc chiến, ví dụ như là chiến tranh Iraq vào năm 2003 đến 2011. Do đó, việc EU tịch thu tài sản của Nga có hợp pháp theo luật pháp quốc tế hay là không? Nhìn chung thì ý tưởng của sắc lệnh mới của ông Putin là rất rõ ràng. Điện Kremlin đã công khai nói với phương Tây rằng nếu bạn chạm vào tài sản của chúng tôi thì bạn hãy nói lời tạm biệt với chính tài sản của bạn trước tiên. Đài Loan cần chuẩn bị cho chiến tranh hạt nhân. Cựu tổng tham mưu trưởng Đài Loan, ông Lý Hỷ Minh đã kêu gọi chính quyền hòn đảo đẩy nhanh chuẩn bị cho chiến tranh. Cụ thể là đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ các dự án máy bay và tàu chiến đấu lớn sang UAV và hệ thống phòng không di động. Cùng thời điểm này, Bộ Quốc phòng Đài Loan đã phát hiện 6 kinh khí cầu và 4 máy bay Trung Quốc đang bay xung quanh hòn đảo này. Bắc Kinh từ lâu vẫn có ý định sát nhập Đài Loan dòm ngó đến sự phát triển của cụm kinh tế và công nghệ trên hòn đảo này. Nên nếu như chiến tranh xảy ra, thì sẽ tàn phá rất thảm khốc đến hòn đảo. Do đó mà chuyên gia quân sự Konstantin Sitkov dự đoán rằng rất có khả năng sẽ xảy ra một cuộc phong tỏa hải quân đối với hòn đảo này. Còn chuyên gia địa chiến lược Andrei Sukolnikov thì cho rằng tham vọng của Trung Quốc là lớn hơn nhiều. Và để giải quyết các vấn đề nội bộ cũng như là tranh giành quyền bá chủ, thì Bắc Kinh cần nhiều hơn thế có lẽ là toàn bộ khu vực Đông Dương, Indonesia, Philippines, sau đó là tiếp cận đến Vịnh Bà Từ của Pakistan, và sau đó nữa là có thể dẫn đến sự tiêu diệt các đối thủ cạnh tranh về kinh tế như Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhưng kế hoạch này sẽ phải bắt đầu vào năm 2025 và năm 2026. Đồng thời, chuyên gia quân sự Alexander Atamonov cũng lưu ý, chiến lược của người Trung Quốc là lâu dài, và hiện tại thì Trung Quốc cứ hai tháng lại đóng một tàu tuần dương và dự định sẽ sở hữu 12 tàu sân bay giống như của Mỹ. Hiện nay thì Trung Quốc đang đóng chiếc tàu thứ tư. Hơn nữa, trong trường hợp xảy ra chiến tranh, thì Trung Quốc còn có một đồng minh ủy nhiệm như là Triều Tiên ở bên cạnh. Trước đó thì Nga đã tuyên bố rằng họ có một siêu vũ khí tương tự để chống lại Mỹ và Anh. Đó là UAV dưới nước hạt nhân Poseidon, có nhiệm vụ gây ra thiệt hại rõ ràng cho các vùng lãnh thổ ven biển. Thiết bị này được trang bị một ngư lôi hạt nhân có sức công phá lên tới 2 megaton. Nó có thể di chuyển dưới nước ở độ sâu khoảng 1 km, với tốc độ là 130 dặm trên một giờ. Giả sử là nó được phóng dọc theo bờ biển phía đông của nước Mỹ, thì sẽ có một cơn sóng thần thủy triều khổng lồ cuốn trôi các thành phố ven biển. Hơn nữa, tính phóng xạ của nó có thể tồn tại kéo dài hơn một thế kỷ. Nghĩa là, những vùng đất bị dòng nước nhiễm xạ này tràn tới sẽ khiến con người khó sống sót. Tuy nhiên, phương Tây cho rằng, trên thực tế thì Nga không có Poseidon nào cả. Vì vậy, sự xuất hiện của vũ khí sát tương Poseidon của Triều Tiên là hoàn toàn có thể xảy ra nếu như nước này can thiệp vào xung đột của Trung Quốc và Đài Loan. Vậy cho nên, Đài Loan cần phải chuẩn bị nhiều hơn nữa cho chiến tranh hạt nhân. Vụ bê bối tham nhũng lớn nhất Ukraine Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, đứng trước viễn cảnh hôm qua đi luôn giữ lập trường cứng rắn của mình trong việc phân bổ gói viện trợ mới cho Ukraine, thì Liên minh EU đang có kế hoạch dàn đề hòng hủy hoại lập trường đó. Dường như trong bất kỳ một liên minh nào, cho dù là liên minh quân sự hay là kinh tế, thì đều có một kẻ phá bĩnh đối lập với đa số còn lại. Và trong trường hợp này, thì Hungary đóng vai trò là một nhân vật đối lập đó. Không để quý vị phải chờ lâu, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng phân tích chi tiết vấn đề này. EU trừng phạt Hungary vì từ chối hỗ trợ cho Kiev. Theo tờ Financial Times đưa tin, liên minh châu Âu đang có kế hoạch làm suy yếu nền kinh tế của Hungary nếu nước, nước này tiếp tục từ chối viện trợ cho Kiev tại hội nghị thượng đỉnh ở Bruxelles vào ngày 1 tháng 2 tới đây. Bruxelles đang nhắm vào điểm yếu kinh tế của Hungary và sẵn sàng gây thiệt hại cho việc tăng trưởng kinh tế của nước này. Bài báo lưu ý rằng nếu không có thỏa thuận nào tại hội nghị thượng đỉnh vào ngày 1 tháng 2 tới đây thì các nguyên thủ quốc gia thành viên EU sẽ tuyên bố công khai những hành vi thiếu tính xây dựng của Hungary. Và Budapest sẽ bị hạn chế nhận được các nguồn hỗ trợ từ các quỹ của EU. Theo một số nhà ngoại giao châu Âu, kế hoạch này đã được nhiều quốc gia thành viên ủng hộ. Còn về phần mình, Hungary cũng đã tuyên bố rằng họ không biết gì về những mối đe dọa này. Bộ trưởng Hungary phụ trách các vấn đề EU János Boka cho biết, Budapest đã gửi một đề xuất thỏa hiệp mới tới Bruxelles vào thứ Bảy vừa qua. Trong đó, nếu quyết định sẵn sàng nới lòng việc phân bổ tiền cho Ukraine, nhưng với điều kiện là Budapest phải được quyền thay đổi quyết định của mình sau đó. Ông Bocca cũng nói thêm rằng, nếu như nỗ lực thỏa hiệp không thành công, thì Budapest sẽ vẫn ưu tiên đề xuất như ban đầu, đó là thành lập một quỹ riêng cho Ukraine ngoài ngân sách của EU. Bộ trưởng Bocca lưu ý rằng Budapest sẽ không nhượng bộ trước bất kỳ áp lực nào. Ông nói rằng Hungary không tạo ra mối liên hệ giữa việc hỗ trợ Ukraine với việc tiếp cận các quỹ của EU và cũng hoàn toàn phản đối các nước khác tạo ra những mối liên hệ như vậy. Hungary sẽ tiếp tục tham gia mang tính xây dựng vào tất cả các cuộc đàm phán trong tương lai. Còn ở một khía cạnh khác, thì cả Ukraine và Hungary cũng đang có mâu thuẫn về vùng Transcarpathia. Theo tờ RIA cho biết, Transcarpathia được xác nhận là thuộc về Ukraine và Hungary sẽ bị tổn thương nếu đưa ra yêu sách đối với vùng đất này. Còn về phía Hungary, lãnh đạo đảng cánh hữu của Hungary, Laszlo Torokai đã tuyên bố rằng nếu Ukraine thất bại với Nga và mất tư cách nhà nước, thì Transcarpathia với tư cách là một quốc gia tự trị có thể sáp nhập với Hungary một cách hòa bình. Được biết rằng Transcarpathia trước đây là một phần của đế quốc Áo Hùng. Sau sự sụp đổ của chế độ quân chủ Habsburg sau Thế chiến thứ nhất, thì nó đã trở thành một phần của tiệm khác từ năm 1939, một phần lãnh thổ này đã thuộc về Hungary. Nhưng sau thất bại của Đức Quốc xã, một thỏa hiệp đã được ký kết tại Moscow về việc đưa khu vực này vào Ukraine. Vụ bê bối tham nhũng lớn nhất trong Bộ Quốc phòng Ukraine Mới đây, Cơ quan An ninh Ukraine SBU đã tiến hành các cuộc điều tra và trần các quan chức của Bộ Quốc phòng và Giám đốc của nhà cung cấp vũ khí Lviv Arsenal những người đã đánh cắp gần 1,5 tỷ hryvnia, khoảng 40,7 triệu đô la khi mua đạn pháo cho quân đội. Theo đó, thì tòa phúc thẩm đã giữ nguyên quyết định của tòa sơ thẩm, đó là thu hồi 1,5 tỷ hryvnia từ công ty Lviv Arsenal. Công ty này đã đứng ra để nhận tiền, nhưng mà không cung cấp đạn pháo cho quân đội Ukraine theo hợp đồng đã ký. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Rostom Omerov đã tuyên bố rằng các cuộc thanh tra đột xuất đối với các trung tâm thiết bị và hỗ trợ xã hội trên lãnh thổ sẽ được thực hiện. Bộ trưởng Omerov đã viết trên Facebook của mình rằng tôi xin cảm ơn SPU và GPU đã phối hợp hợp tác và làm việc rất chuyên nghiệp. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra để có thêm thông tin. Ngoài ra, thì Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục kiểm tra đột xuất các kho chứa sản phẩm trong các đơn vị quân đội. Trước đó, thì vào tháng 8 năm 2022, các quan chức Kiev đã ký hợp đồng mua lô đạn pháo từ nhà cung cấp vũ khí Lviv Arsenal. Sau đó, thì bộ quốc phòng đã thanh toán truyền toàn bộ số tiền theo thỏa thuận vào tài khoản của doanh nghiệp này. Công ty này sau đó đã chuyển một phần tiền sang các tài khoản khác ở nước ngoài. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền thì không có vũ khí nào được cung cấp. Hiện thì số tiền đã bị đánh cắp ở nước ngoài đã bị thu giữ và vấn đề đưa chúng trở về Ukraine đang được giải quyết. Được biết, liên quan đến vụ việc trên thì cựu bộ trưởng quốc phòng Oleksiy Zenikop đã bị cách chức hồi tháng 9 năm 2023 vì có liên quan đến nhiều vụ tham nhũng khác nhau. Bất chấp danh tiếng, khi ông đại diện cho Ukraine trong nhiều cuộc thảo luận với các đồng minh phương Tây. Dù cá nhân ông Zinikov không bị cáo buộc tham nhũng, nhưng ông này được cho là có liên quan vì ông là người nắm quyền cung cấp thực phẩm và trang phục cho quân đội Kiev. Tham nhũng trong quân đội là một vấn đề đặc biệt nhạy cảm ở Ukraine, khi mà chính quyền nước này đang cố gắng duy trì tinh thần của dân chúng. Trong khi đó, thì nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky vừa công bố báo cáo thu nhập vào năm 2022, gia đình ông đã kiếm được 3,7 triệu hryvnia, tức là khoảng 100 000 đô la Mỹ. Điều này đã được báo cáo tại văn phòng của chính tổng thống. Và theo báo cáo này, thu nhập của gia đình ông Zelensky đã giảm 3 năm liên tiếp. Vào năm 2020, ông ấy đã kiếm được khoảng 815 000 đô la. Nhưng vào năm 2021, thì con số này chỉ là 290 000 đô. Số tiền này bao gồm cả lương của tổng thống và thu nhập từ bất động sản. Trong 3 năm qua, Tài sản của gia đình nhà lãnh đạo Ukraine không có gì thay đổi. Sau khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt của Nga, thì Quốc hội Ukraine đã cho phép các quan chức không khai báo thu nhập do thiết quyền luật. Nhưng mùa thu năm ngoái, thì Ukraine đã quyết định quay trở lại thoái quen cũ. Ukraine sẵn sàng đào tạo số lượng lớn quân nhân Quân đội Ukraine tuyên bố rằng họ có thể sẽ đào tạo bất kỳ số lượng quân nhân nào trong khuôn khổ của luật huy động mới. Điều này đã được Thiếu tướng Victor Nikoliak tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với đài Radio Liberty. Thiếu tướng Nikoliak đã khẳng định rằng 100.000, 200.000 hay là 500.000, bất kể con số nào thì chúng tôi cũng sẵn sàng. Cho đến nay, chúng tôi liên tục tổ chức các sự kiện liên quan và các cuộc họp chính thức để làm rõ tình hình thực tế của trung tâm huấn luyện, năng lực của đội ngũ giảng viên, bởi vì đó là bộ phận chủ lực tham gia vào nhiệm vụ chiến đấu. Giờ đây thì chúng tôi có thể đào tạo ra bất kỳ số lượng nhân sự nào. Theo vị thiếu tướng này, giả sử cứ 20% quân nhân được đào tạo ở nước ngoài, thì số còn lại sẽ được đào tạo tại chính Ukraine. Ông Nikolak cũng nói thêm rằng, kinh nghiệm chiến đấu của Ukraine đã được đúc kết qua 2 năm chiến tranh. Trước nhiều lo ngại về việc tổng huy động ồ ạt ở Ukraine sẽ dẫn đến tình trạng quân nhân không có đủ thời gian để được huấn luyện trước khi ra mặt trận, thì ông cho biết việc huấn luyện quân đội ukraine là một trong những yếu tố then chốt vừa đảm bảo được năng suất chiến đấu và giảm thiểu thương vong theo ông này mọi người được điều động nhập ngũ đều phải trải qua khóa huấn luyện quân sự cơ bản và quyết định này được thực hiện một cách vô điều kiện ông cũng nói thêm rằng trước đây những chương trình huấn luyện này thường kéo dài vài tháng nhưng mà giờ đây nó đã được giảm bớt đôi chút để phù hợp với tình hình thực tế do đó mà các tân binh sẽ được đưa đến đơn vị quân đội Họ sẽ được huấn luyện tại các đơn vị này chỉ khoảng một tháng, hay thậm chí là ít hơn, khoảng 2 đến 3 tuần trước khi ra chiến trường. Thiếu tướng Nikolayev cho biết, do chương trình huấn luyện quân sự cơ bản đã thay đổi, nên giờ đây việc huấn luyện tân bình chủ yếu vào các bài tập huấn luyện bắn súng, các bài tập tâm lý giúp quân nhân hành động trong một không gian hạn chế như là trong chiến hào, trong các hầm đào, và khả năng chống chịu căng thẳng trước các vụ nổ và pháo kích. Trước đó thì Tổng thống Zelensky đã nói rằng Bộ Chỉ huy quân đội Ukraine đang yêu cầu huy động 500.000 người vào quân đội. Tuy nhiên, tướng Zaluzny đã phủ nhận việc ông yêu cầu triệu tập số lượng người như vậy. Nhưng thực tế cho thấy, đội huy động vẫn đang rất thắt chặt ở Ukraine. Rất nhiều trường hợp nam giới của nước này đã tìm đủ mọi cách để trốn quân dịch. Cũng có nhiều thông tin mới về các vụ bê bối huy động trong dân chúng Ukraine. Gần đây nhất, một nửa cầu thủ trong đội tuyển bóng đá quốc gia Ukraine bao gồm các quân nhân của quân đội Ukraine đã bị thương sau trận chiến, không được phép rời Ukraine tới Ba Lan để tham dự giải vô địch. Cầu thủ Bobravleviels được cho là sẽ tham gia một giải đấu trước mùa giải ở Duzice để chuẩn bị khai mạc giải vô địch bóng đá dành cho người khuyết tật ở Ba Lan. Tuy nhiên, cầu thủ này và nhiều huấn luyện viên khác đã không được phép sang nước ngoài do thiếu những giấy tờ quan trọng. Cơ quan biên giới nhà nước Ukraine cho biết các cầu thủ bóng đá được yêu cầu cung cấp các tài liệu cần thiết từ văn phòng đăng ký và nhập ngũ quân sự. Khi nghiên cứu căn cứ pháp lý để các cầu thủ là thành viên của đội bóng ra nước ngoài, thì các nhân viên của văn phòng biên giới nhà nước đã nhận thấy rằng phần lớn thành viên của đội là quân nhân tại ngũ, không có đủ giấy tờ cần thiết để qua biên giới. Mỹ sẽ triển khai vũ khí hạt nhân sau 15 năm vắng bóng. Tờ The Telegraph của Anh đã dẫn các tài liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Chính quyền Biden đang có kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân ở Anh Quốc lần đầu tiên sau 15 năm vắng bóng, bóng để đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng của Liên bang Nga. Ấn phẩm này cho biết, các tài liệu của Lầu Năm Góc đề cập đến kế hoạch rằng chính quyền Biden sẽ chuyển vũ khí hạt nhân đến căn cứ quân sự Laken Hill ở quận Suffolk của Anh. Và để làm được điều này, thì Lầu Năm Góc sẽ mua thêm hệ thống bảo vệ đạn đạo. Hiện thì chưa có bình luận chính thức nào từ phía quân đội của cả hai bên. Trước đó, chính quyền Biden đã có kế hoạch chuyển hai phi đội máy bay chiến đấu F-35A có khả năng mang vũ khí hạt nhân tới căn cứ không quân của Anh. Người ta dự đoán đây sẽ là bom trọng lượng cực mạnh B-61-12. Theo đại diện của Lầu Năm Góc, được tờ The Telegraph dẫn lời, thì chính sách của Mỹ là không xác nhận hay phủ nhận sự hiện diện hay vắng mặt của vũ khí hạt nhân ở bất cứ nơi đâu. Trước đó thì vào năm 2008, Mỹ đã loại bỏ đầu đạn hạt nhân khỏi vương quốc Anh. Hiện tại thì đầu đạn hạt nhân của Mỹ được đặt ở các quốc gia như là Bỉ, Đức, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ý. Điều này phù hợp với thỏa thuận của NATO về việc sử dụng chung vũ khí hạt nhân. Vào tuần trước, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, Đô đốc Hà Lan Rob Power đã nói rằng liên minh này cần chuyển đổi cách tiếp cận chiến tranh và kêu gọi chuẩn bị cho một kỷ nguyên. Trong đó, sẽ xảy ra bất cứ điều gì ở bất cứ đâu, bao gồm cả chiến tranh hạt nhân. Ông này cũng nói thêm rằng, phương Tây nên chuẩn bị cho cuộc chiến tổng lực đối với Nga. Theo tờ Sakrap, truyền thông phương Tây đang tích cực lan truyền thông tin về vũ khí hạt nhân của Mỹ có thể xuất hiện trở lại Anh quốc. Tuy nhiên, phản ứng thực tế của người dân Anh trước tin tức này khá là tiêu cực. Bởi vì nếu người Nga tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân trả đũa, thì nước Anh sẽ là quốc gia bị tấn công đầu tiên. Một ngày trước đó, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas đã đưa ra lời giải thích trước Quốc hội. Ông này nói rằng, trong khi Mỹ bày tỏ quan ngại về việc Nga sử dụng thành kiếm hạt nhân, chúng tôi không tin rằng một vụ nổ hạt nhân ở châu Âu sẽ gây ra bất kỳ hậu quả trực tiếp nào về sức khỏe cộng đồng. Điều này cũng có nghĩa là chính quyền Biden không quan tâm đến việc người Nga có săn bằng châu Âu hay là không, và điều quan trọng là nó không ảnh hưởng đến quốc gia của họ. Nhật Bản muốn ký hiệp ước hòa bình với Liên bang Nga. Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, có vẻ như Nhật Bản đã không chịu nổi nhiệt sau gần 2 năm từ bỏ nước Nga. Giờ đây thì họ bắt đầu có những bước tiến mới nhằm làm ấm lại mối quan hệ với người hàng xóm của mình sau khi đã hứng chịu quá nhiều đặc kích cả về kinh tế lẫn chính trị. Có lẽ đến lúc này, họ đã nhận ra rằng nước xa không cứu được lửa gần. Washington không thể bao chọn gói an ninh và ổn định của đất nước mặt trời mọc dưới thời của Tổng thống Joe Biden. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chủ đề này vào cuối chương trình ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ sẽ là các tin tức đến từ Ukraine. Zelensky ép tướng Zaluzny viết đơn từ chức Theo ấn phẩm Zekola Nedeli, Tổng thống Zelensky đã mời tướng Zaluzny viết đơn từ chức. Theo nguồn tin trích dẫn từ văn phòng Tổng thống cho biết, khả năng ép tướng Zaluzny từ chức sẽ là mắt xích đầu tiên trong một loạt thay đổi trong bộ chỉ huy cấp cao của quân đội Ukraine. Tuy nhiên, vẫn chưa có xác lệnh chính thức nào về việc từ chức của tướng Zaluzny. Truyền thông Ukraine ngay sau đó đã lan truyền về thông tin tướng Zaluzny sẽ bị cách chức. Tin đồn lần đầu tiên xuất hiện trên các kênh điện tín của Ukraine. Và cựu nghị sĩ Borislav Pereza cũng đã viết trên kênh Telegram của mình rằng, theo các nguồn tin từ văn phòng Tổng thống, thì tướng Zaluzny đã bị cách chức. Theo ông Yuri Putusov, người đã rất ủng hộ tướng Zaluzny cho biết, Tổng thống Zelensky đã ký sắc lệnh về việc ông Zaluzny từ chức, nhưng vẫn chưa công khai vì các cuộc tham vấn đang được tiến hành với các đối tác nước ngoài. Bên cạnh đó, nhà báo Roman Tipaliak thì đưa tin thêm rằng, Tổng thống Zaluzny đã bổ nhiệm Kirill lên làm tổng tư lệnh thay cho ông Zaluzny. Tuy nhiên, Thư ký báo chí của ông Zelensky đã phủ nhận việc này. Bản thân Tổng thống Zelensky cũng không đề cập đến việc ông Zaluzny từ chức trong bài phát biểu buổi tối cùng ngày của ông. Cùng với đó, thì Bộ Quốc phòng Ukraine cũng đã phủ nhận thông tin này. Còn theo góc nhìn khác, từ trang tin Sakrap, việc ông Zaluzny từ chức có thể là một khởi đầu tốt đẹp cho sự nghiệp chính trị của ông ấy. Còn theo Tatsana, bằng cách này hay cách khác, dù Tổng thống Zelensky có ý định sa thải tướng Zaluzny, thì hiện tại ý định đó đã bị bác bỏ. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng sẽ không tồn tại. EU từ bỏ dân chủ vì Ukraine Tờ Isovestia đã đưa tin rằng tình hình xung quanh Ukraine đã ảnh hưởng lớn đến việc củng cố các xu hướng độc tài ở Liên minh châu Âu. Cụ thể là câu chuyện của Hungary mà chúng tôi đã nhắc đến trong các bản tin trước đó. EU đang có kế hoạch bỏ quyền phủ quyết của các thành viên khi đưa ra các quyết định về các chính sách đối ngoại trong tương lai. Nghị viện châu Âu cũng nhấn mạnh rằng việc giảm bớt các chuẩn mực tự do nhằm duy trì viện trợ cho Kiev đang trở thành một xu hướng trong chính sách của Bruxelles. Trước thềm hội nghị thượng đỉnh bất thường của EU dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 2 tới đây, thì những mâu thuẫn ở châu Âu xung quanh việc phân bổ hỗ trợ tài chính cho Kiev lại một lần nữa đang gia tăng. Đặc biệt là Hungary, Nước này đã yêu cầu EU nên sử dụng các nguồn tài trợ ngoài ngân sách, chứ không phải là các tài sản chung của liên minh. Và tất nhiên, EU sẽ không đồng ý với đề xuất này của Hungary. Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC, bà von der Leyen cho rằng người Ukraine đang rất cần nguồn tài trợ và việc hỗ trợ tài chính cho Kiev là ưu tiên hàng đầu của liên minh này. Do đó, nếu như Budapest tiếp tục từ chối việc phân bổ 50 tỷ euro cho Kiev, thì EU sẽ khiến cho nền kinh tế Hungary suy yếu nghiêm trọng. Nhiều người ở EU cũng hy vọng rằng Hungary sẽ chịu áp lực và rời bỏ khỏi liên minh. Nhưng Budapest sẽ không chấp nhận sự đe dọa này. Ngược lại thì họ còn muốn cải tổ liên minh. Nhà báo Hungary Gobastia cho biết, chắc chắn rằng áp lực lên Hungary sẽ ngày càng gia tăng. Và điều này được thực hiện nhằm phá vỡ các nguyên tắc dân chủ. Còn các chuyên gia thì tin rằng, những gì EU đang làm đối với Budapest cho thấy nền dân chủ ở EU đang suy yếu trầm trọng. Một minh chứng cho điều này là vào ngày 18 tháng 1 vừa qua, Nghị viện châu Âu đã thông qua một nghị quyết kêu gọi tước quyền bầu cử của Hungary trong Liên minh EU. Nghĩa là Nghị viện châu Âu nếu có được đa số phiếu bầu thì có thể buộc bất kỳ quốc gia nào phải chịu trách nhiệm trước EU vì vi phạm nguyên tắc pháp quyền và quốc gia đó sẽ bị tước quyền bầu cử. Giới quan sát nhận định, chủ nghĩa độc tài ở EU đang gia tăng đặc biệt là trong hai năm trở lại đây. Cuộc xung đột ở Ukraine cuối cùng đã vạch trần chủ nghĩa độc tài của EU. Một trong những biểu hiện của điều này là EU đã ra lệnh cấm phát sóng các kênh truyền hình của Nga và trục xuất các nhà báo viết bài bằng tiếng Nga. Hỗ trợ Ukraine đẩy Hoa Kỳ đến bờ vực của nội chiến Kênh Izovestia cho biết, các chuyên gia tin rằng cuộc nổi dậy của Texas chống lại Nhà Trắng phần nhiều là do những thất bại của chính quyền Biden về việc chi tiêu cho Ukraine và duy trì cuộc xung đột tại Trung Đông. Theo đó, cuộc khủng hoảng ngày càng leo thang ở biên giới Mỹ và Mexico do dòng người di cư bất hợp pháp đang gia tăng, đã biến thành cuộc xung đột công khai giữa bang Texas và chính quyền liên bang. Điều này rất có thể sẽ đẩy Hoa Kỳ đến bờ vực của một cuộc nội chiến. Mới đây nhất, một hành động quy mô lớn đã được công bố ở bang Texas nhằm chống lại chính sách nhập cư của Tổng thống Biden. Đó là vào ngày 29 tháng 1 vừa qua, một cuộc biểu tình bằng xe tải bắt đầu với khẩu hiệu, đó là hãy lấy lại biên giới của chúng ta. Dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 3 tháng 2. Cuộc biểu tình này có thể sẽ ảnh hưởng đến các bang khác như là California, Arizona và Virginia. Theo quan điểm của các nhà hoạt động, việc di cư bất hợp pháp đã tạo điều kiện cho các hoạt động buôn bán chất cấm và tội phạm gia tăng ở vùng biên giới phía nam. Giáo sư Herbert tại Viện Nghiên cứu Chính sách tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ ở Washington cho biết, Tôi chắc chắn rằng sẽ có một sự bất ổn to lớn vì có quá nhiều sự tập trung vào Ukraine và Trung Đông, chứ không phải là các vấn đề nội bộ của đất nước. Trong bối cảnh làn sóng di cư đang diễn ra rất ồ ạt, thì chính quyền Texas đã tăng cường các biện pháp bảo vệ biên giới như là lắp đặt hàng rào thép gai, thả các rào chắn nổi trên sông Rio Grande, đồng thời huy động cả lực lượng vệ binh quốc gia. Thống đốc Chris Abbott cho biết, các hành động này hoàn toàn phù hợp với quyền tự vệ theo hiến pháp. Đồng thời, ông cũng cáo buộc rằng chính quyền Biden đã không thực thi nghiêm túc luật nhập cư. Tuy nhiên, theo tờ Newsweek đã đưa tin vào ngày 22 tháng 1, tòa án tối cao của Hoa Kỳ đã đứng về phía chính quyền Biden, tuyên bố hành động của lực lượng an ninh bang Texas là vi hiến và ra lệnh phá bỏ các rào cản được dựng lên ở khu vực biên giới. Nhưng bất chấp phán quyết này, chính quyền Texas đã từ chối tuân thủ quyết định của tòa án tối cao. Ngay sau đó, thì nội vụ Hoa Kỳ đã yêu cầu lực lượng vệ binh quốc gia Texas rời khỏi khu vực tập trung và cho phép lực lượng liên bang tiếp cận các khu vực biên giới đã chiếm được. Ông Biden thậm chí còn đưa ra tối hậu thư đối với chính quyền Texas và đe dọa sẽ giải quyết xung đột bằng vũ lực. Tình hình có vẻ ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, bởi thực tế là 25 thống đốc đã đứng ra để ủng hộ chính quyền Texas. Các buộc Tổng thống Biden đã xâm lược bang Texas. Truyền thông Mỹ thậm chí còn bắt đầu nói về nguy cơ xảy ra cuộc nội chiến khi 25 bang này tuyên bố đã sẵn sàng cử vệ binh quốc gia đến để hỗ trợ các hành động của bang Texas. Đây là tuyên bố chung của các thống đốc đảng Cộng Hòa. Đó là thay vì duy trì nhà nước pháp quyền và đảm bảo an ninh khu vực biên giới, thì chính quyền Biden lại tấn công bang Texas. Thống đốc bang Florida Ron DeSantis thậm chí còn sẵn sàng cử lực lượng vệ binh quốc gia của mình tới Texas Ông cũng so sánh điều này với việc giúp các bang chống lại thiên tài. Còn ông Shekhan, giáo sư tại Đại học State ở Detroit thì bình luận rằng, có khả năng hành động của thống đốc Abbott sẽ khuyến khích các bang khác, đặc biệt là những bang có thống đốc đảng Cộng Hòa đang muốn nổi theo. Trường nhóm nghiên cứu tại Viện Hoa Kỳ và Canada thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Nga thì cho rằng, tình hình đã trở nên trầm trọng hơn ở khu vực Texas, rất có thể là cuộc đua bầu cử thực tế đã gây ra. Trong đó, Đảng Cộng Hòa đang đặt cược vào vấn đề an ninh của toàn bang. Và tất nhiên, những sự kiện này không thể tách rời nhau. Trong khi đó, Thượng viện Mỹ sau 2 tháng đàm phán đã thông qua thỏa thuận lưỡng đảng nhằm thay đổi chính sách nhập cư. Dự luật sẽ cho phép chính phủ liên bang ngăn chặn việc cấp quyền tị nạn ngay khi số lượng người nhập cư vượt quá 4.000 người mỗi ngày trong một tuần. Thỏa thuận này cũng sẽ đẩy nhanh việc xem xét vấn đề tị nạn lên 6 tháng cho tới 10 năm. Dự luật này cho phép người tị nạn ở lại Mỹ 2 năm mà không cần thị thực vì lý do nhân đạo hoặc là những lý do khác. Nhưng điều này đã làm ông Biden do dự khi cuộc bầu cử đang đến gần. Vì phần lớn cử tri của ông là những người nhập cư. Còn đối với cựu Tổng thống Donald Trump thì đang đặt cược vào chính sách di cư thất bại của ông Biden. Vì vậy mà việc giải quyết vấn đề này sẽ tước đi còn át chủ bài của ông. Ngoài ra thì việc thông qua dự luật có thể đẩy nhanh việc phân bổ tiền cho Kiev gói viện trợ do ông Biden đã đề xuất vào mùa thu. Trong đó, dự kiến chuyển hơn 61 tỷ đô la cho Kiev đã bị Đảng Cộng Hòa ngăn chặn, thay bằng yêu cầu là tăng nguồn tài trợ cho an ninh biên giới của quốc gia. Trong bối cảnh những sai lầm của Đảng Dân Chủ trong chính sách đối nội và đối ngoại đang gia tăng, thì ông Donald Trump hiện đang dẫn đầu không chỉ trong cuộc đua nội bộ giữa các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa cho chức Tổng thống, mà còn trong các cuộc thăm dò trước bầu cử. Theo cuộc thăm dò của Reuters, có gần 40% người Mỹ sẵn sàng bỏ phiếu cho kiểu lãnh đạo, trong khi chỉ có 34% những người được khảo sát bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Biden. Nhật Bản muốn ký hiệp ước hòa bình với Liên bang Nga. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vừa tuyên bố, chính phủ nước này đang có ý định ký kết hiệp ước hòa bình với Liên bang Nga sau khi giải quyết vấn đề lãnh thổ xung quanh các đảo phía nam của quần đảo Kuril. Thủ tướng Kishida cho biết rằng mối quan hệ giữa Nhật Bản và Nga hiện vẫn đang rất căng thẳng. Nhưng Tokyo vẫn muốn hướng đến một hiệp định hòa bình với Moscow. Tuy nhiên, Thủ tướng Nhật Bản cũng nhấn mạnh rằng Tokyo sẽ tiếp tục tăng cường áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Moscow và hỗ trợ Kiev trong bối cảnh xung đột giữa hai quốc gia này vẫn đang tiếp diễn. Trước đó một tháng, Đại sứ quán Nhật Bản tại Nga cũng tuyên bố rằng chính phủ Nhật Bản vẫn quan tâm đến việc giải quyết các vấn đề lãnh thổ với Nga bằng cách ký kết một hiệp ước hòa bình. Được biết là sau Thế chiến thứ hai, giữa Nhật và Nga chưa bao giờ ký kết hiệp ước hòa bình. Vào những năm 60 của thế kỷ trước, thì giữa Nhật Bản và Liên Xô đã ký một tuyên bố chung, đó là việc Moscow đồng ý xem xét việc chuyển giao Habomai và Shikotan, những đảo lớn của quần đảo Kuril cho Tokyo. Đổi lại là hai bên cần phải ký kết một hiệp ước hòa bình. Nhưng phía Nhật Bản đã không muốn từ bỏ yêu sách của mình đối với tất cả các đảo thuộc quần đảo Kyuryu, nên hai bên đã không đạt được thỏa thuận nào cho vấn đề này. Và cho đến hiện tại, thì quan điểm của giới lãnh đạo Nga là khẳng định chủ quyền bất khả xâm phạm đối với các quần đảo Hapomei và Shikotan. Trở về với hiện tại, đó là vào tháng 3 năm 2022, Bộ Ngoại giao Nga đã tuyên bố chấm dứt đàm phán với Tokyo về các vấn đề hiệp ước hòa bình. Lý do ở đây là vì Nhật Bản đã đơn phương áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga liên quan đến hoạt động đặc biệt ở Ukraine Và cũng vì điều này mà Moscow đã rút khỏi cuộc đối thoại với Tokyo về việc thiết lập các hoạt động kinh tế chung ở quần đảo phía nam của Kyudyu, ngăn chặn việc Nhật Bản gia hạn tư cách là đối tác của Tổ chức Hợp tác Kinh tế Vùng Biển Đen. Tại một diễn biến khác có liên quan đến việc Nhật Bản hỗ trợ Ukraine, mới đây nhất, tờ Washington cho biết rằng kế hoạch truyền đạn pháo từ Nhật Bản sang Kiev đã thất bại. Trước đó thì cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Ichinori Onodera cho biết, dựa trên việc nới lòng các quy định về xuất khẩu thiết bị quốc phòng, Tokyo có thể bán đạn pháo cho London, rồi từ đó lại chuyển sang Kiev. Cụ thể là công ty Nhật Bản sẽ sản xuất đạn pháo 155 ly theo giấy phép của Anh, sau đó xuất khẩu chúng sang Anh, và từ đó có thể gửi chúng sang Kiev. Cũng theo nguồn tin của Wall Street Journal, thì số lượng đạn pháo mà công ty Nhật Bản có thể xuất khẩu sang Anh đã luôn bị giới hạn, dẫn đến việc truyền đàn pháo sang Ukraine đã bị thất bại hoàn toàn. Hiện thì chính phủ Nhật Bản cũng từ chối bình luận về tình hình này trên các phương tiện truyền thông. Còn về phía Bộ Quốc phòng Anh thì cho biết, London và các đối tác sẽ tiếp tục làm mọi cách để trang bị những vũ khí tốt nhất cho Ukraine. Ba nước NATO tăng cường chuyển quân tới biên giới của Nga Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, vấn đề huy động tân binh của Ukraine đã cho chúng ta đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Từ việc huy động hết những nam giới trong độ tuổi cho phép, cho đến những nam giới đang tị nạn tại nước ngoài. Thậm chí là cả những người phụ nữ trần yếu tài mềm, hay những người thần kinh không bình thường. Nhưng mà đáng nói nhất là đề xuất muốn huy động cả những bệnh nhân trẻ tuổi đang điều trị tại bệnh viện ra chiến trường Liệu luật huy động mới này có gây nên sự phẫn nộ trong dân chúng Ukraine hay không? Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng phân tích chi tiết câu chuyện này. Ukraine vơ vét tù nhân và bệnh nhân trẻ tuổi ra chiến trường Trong thời gian gần đây, chính quyền Kiev đã đưa ra rất nhiều sáng kiến nhằm bổ sung lực lượng cho quân đội Ukraine. Trong số các đề xuất nổi bật nhất, có việc huy động phụ nữ, tù nhân và người tị nạn đã rời khỏi đất nước. Nhưng gần đây nhất, Chính quyền Kiev còn đề xuất các nhà quản lý bệnh viện phải thông báo cho cơ quan nhập ngũ tại các địa phương về các bệnh nhân có độ tuổi từ 18-25 trong bệnh viện. Theo đó, thì các bệnh viện được yêu cầu phải cung cấp danh sách các bệnh nhân trong độ tuổi nêu trên cho các cơ quan đăng ký quân sự trong vòng 3 ngày kể từ khi họ nhập viện. Vấn đề huy động ở Ukraine vẫn chưa hề có dấu hiệu giảm nhiệt, khi ngày càng có nhiều sáng kiến mới xuất hiện ở nước này nhằm đảm bảo số lượng quân nhân cho quân đội Ukraine. Mới đây, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Ukraine, bà Elena Vysotskaya cho rằng, các cơ quan chức năng nên tích cực triệu tập những người bị kết án của nước này ra mặt trận. Cụ thể là những cựu tù nhân hiện chưa đăng ký với quân đội. Bà này đã nói rằng, khi những người tù nhân được trả tự do, thì tất cả chúng ta nên đối xử với họ như những người bình thường. Tất cả những người này sẽ phải tham gia vào nghĩa vụ của một công dân. Bên cạnh đó, thì Phó nghị sĩ Inna Sorsen cũng đề xuất xem xét vấn đề phụ nữ phải nhập ngũ. Bà này cho rằng mọi công dân đều phải phục vụ trong quân đội Ukraine, bất kể là nam hay nữ. Đối mặt với những luật huy động có phần kỳ lạ này, thì một số nghị sĩ và đa số người dân Ukraine cho rằng nên cử cảnh sát và các quan chức cấp dưới ra tiền tuyến. Như lời của nghị sĩ Julia Timoshenko đã nói rằng, Cảnh sát và hàng trăm nghìn nhân viên thực thi pháp luật có thể sẽ phải được huy động. Tuy nhiên, Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Ivan Pigoski thì đã phản ứng trước những sáng kiến này, không cho rằng việc huy động lực lượng an ninh sẽ dẫn đến bạo loạn, đặc biệt là nạn cướp bóc sẽ tràn lan khắp đất nước. Còn đối với người tị nạn đang ở nước ngoài, thì chính quyền Kiev vẫn không từ bỏ ý định triệu tập nhóm đối tượng này. Mặc dù một số nước phương Tây không có cơ chế pháp lý nào để trục xuất những người Ukraine về nước. Nhưng một số nước khác như là Estonia hay là Ba Lan, thì chính quyền của những nước này lại hứa hẹn sẽ hỗ trợ chính quyền Kiev về vấn đề này. Điều này đã tạo tiền đề cho chính quyền Ukraine gây khó dễ cho cuộc sống của những người tị nạn bằng mọi cách, như là không cấp hộ chiếu tại lãnh sứ quán, cấm những người tị nạn được giao dịch với các tài sản như là bất động sản hoặc tài khoản ngân hàng ở Ukraine. Hay quá đáng hơn, là yêu cầu các chính phủ không trợ cấp cho người tị nạn để buộc những người này phải về nước. Ngoài những sáng kiến để thu hút quân nhân cho quân đội, thì Quốc hội Ukraina còn lên kế hoạch cho việc bòn rút và kiếm trác từ chính việc huy động này. Nổi bật nhất là đề xuất về khoản thu tiền bảo lưu nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, đề xuất này không được hoàn ngành. Người ta cho rằng quyết định như vậy sẽ làm mất động lực của quân đội Ukraine. Trước đó, thì một dự luật mới về huy động ở ukraine đã được trình lên quốc hội nước này được biết dự luật mới này có liên quan đến việc áp dụng lệnh triệu tập điện tử đó là tất cả những người chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quân sự đều phải đăng ký tại đúng cơ quan đăng ký và nếu như không trình diện đúng hạn thì họ có thể bị nhận các mức xử phạt ở các mức độ khác nhau như phong tỏa tài khoản ngân hàng tước giấy phép lái xe và cấm xuất cảnh khỏi ukraine theo một số cuộc thăm dò gần đây có tới hơn 90% người dân Ukraine phản đối luật huy động mới này. Đứng trước sự phản đối gay gắt từ dân chúng, các nhà lãnh đạo đang muốn trốn tránh trách nhiệm. Đối với Tổng thống Zelensky, thì ông cho rằng luật huy động mới này được đề xuất bởi bộ chỉ huy của quân đội, cụ thể là tướng Zaluzny. Nhưng mà tướng Zaluzny thì lại nói rằng ông không đưa ra bất kỳ số liệu cụ thể nào liên quan đến việc tuyển mộ thêm quân nhân. Và kết quả là luật huy động mới cho tới nay vẫn chưa được ký áp thông qua. Mặc dù vậy, thì luật huy động ở Ukraine vẫn đang ngày càng khiến dân chúng sợ hãi. Theo tờ Times, vào ngày 11 tháng 1 đã đưa tin, sẽ có một cuộc trốn chạy khỏi đất nước trong quy mô lớn ở thời gian tới tại Ukraine. Theo ông Andriy Koskin của Đại học Kinh tế Nga tại thì vấn đề huy động đang chia rẽ sâu sắc xã hội Ukraine. Theo ông này, quân nhân tại ngũ ở nước này thì đang mong được xuất ngũ, còn với người dân thì lại phản đối việc nhập ngũ bằng mọi giá việc huy động ở ukraine không chỉ trở thành một cách để bổ sung cho quân đội ukraine mà nó còn là một hoạt động kinh doanh béo bở cho chính phủ nước này nhiều đàn ông trong độ tuổi quân dịch tại ukraine đã phải trả những khoản hối lộ rất lớn cho các chính ủy viên quân đội và các bác sĩ để không phải ra chiến trường eu có thể tăng cường cung cấp vũ khí cho kiev một trong những thách thức chính đối với phương tây vào năm 2024 là việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ukraine có thể sản xuất khoảng 7.000 quả đạn pháo mỗi ngày trong mùa hè năm ngoái, nhưng mà giờ đây con số này đã giảm xuống còn 2.000 quả mỗi ngày. Trong khi đó, thì số lượng đạn pháo mà người Nga có thể sản xuất là 10.000 quả mỗi ngày. Điều này có nghĩa là Ukraine chỉ có thể trông chờ vào các nước đồng minh phương Tây. Nhưng có vẻ như ai cũng thấy được đây là vấn đề không mấy khả thi. Nhìn lại năm 2023, khi EU tuyên bố sẽ cấp cho Ukraine 1 triệu quả đạn pháo. Nhưng dù đã bước sang năm 2024, thì số đạn pháo mà EU hứa sẽ chuyển giao cho Kiev mới chỉ đạt khoảng 50%. Theo Reuters, các nhà lãnh đạo của EU xác nhận sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ quân sự cho Kiev. Ý tưởng phân bổ thêm 5 tỷ euro được đưa vào văn bản dự thảo, cho thấy rằng các vấn đề về các gói viện trợ vẫn đang được quan tâm. Nhưng liệu Hungary và Slovakia Hai quốc gia công khai từ chối cung cấp thêm vũ khí cho Kiev, có đồng ý với ý tưởng này hay không? Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã đưa ra yêu cầu về khoản viện trợ 50 tỷ euro. Ông đã đề xuất rằng gói viện trợ này sẽ được chia đều trong khoảng 4 năm, nghĩa là mỗi năm Ukraine chỉ có thể nhận được khoảng 12,5 tỷ. Và hàng năm thì liên minh này sẽ tổ chức những cuộc họp để thảo luận về việc có nên tiếp tục nguồn tài trợ hay không nhưng đề xuất này của Hungary đã bị các lãnh đạo của các thành viên EU bác bỏ. Vì vậy mà cho đến hiện tại, vấn đề phân bổ viện trợ của Liên minh EU dành cho Ukraine vẫn chưa rõ ràng. Còn về phía NATO, thì các thành viên của Liên minh này vẫn đang riêng lẻ gửi vũ khí tới Ukraine trên cơ sở song phương. Cơ quan hỗ trợ và cung ứng NATO đã trao các hợp đồng trị giá hơn 10 tỷ đô la kể từ tháng 7 năm 2023. Và đây là số tiền chi tiêu lớn nhất trong lịch sử liên minh của NATO. Cùng với đó là số lượng vũ khí bao gồm 200.000 viên đạn 155 ly và 1.000 tên lửa Patriot được hứa là sẽ chuyển giao cho Kiev. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất ở đây là thời gian. Liệu rằng Ukraine có thể cầm cự để chờ đợi được số vũ khí này đến được nơi cần đến hay không? Cùng với đó, một nguồn tiền mà chính quyền Kiev đang mong chờ bấy lâu nay mà chúng tôi đã nhắc đến trong các bản tin gần đây. Đó là số tiền từ tài sản đóng băng của Nga ở các nước phương Tây. Có nhiều nguồn tin cho biết rằng, vào tuần trước, EU đã cố gắng thực hiện những bước đi đầu tiên trong kế hoạch nhằm thu được số tiền này để hỗ trợ cho Kiev. Nhưng đây vẫn là một vấn đề rất nhạy cảm đối với EU, vì nó có liên quan đến các vấn đề về pháp lý cơ bản, như là quyền sở hữu tư nhân và vị thế của đồng tiền chung euro. Do đó, có thể dự đoán rằng Bruxelles sẽ rất thận trọng trong việc khai thác nguồn tiền này. Vậy cho nên, EU chỉ có thể khai thác doanh thu từ những tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ cho Kiev, dự kiến là khoảng từ 3 đến 5 tỷ euro mỗi năm. Và một lý do cho cách tiếp cận thận trọng này là vì nhiều thành viên chủ chốt của khu vực như là Đức, Ý và Pháp cũng như là Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đang lo ngại về hậu quả mà động thái này có thể gây ra đối với đồng euro. Và điều này còn dẫn đến là các quốc gia khác không còn muốn bỏ tiền vào các ngân hàng của EU. Điều này sẽ làm cho nền kinh tế châu Âu và niềm tin của quốc tế vào đồng euro bị suy giảm nghiêm trọng. Nói tóm lại là các nước phương Tây mặc dù rất muốn nhanh chóng để tăng cường hỗ trợ cho Kiev, nhưng có vẻ như bước đi này còn gây ra rất nhiều tranh cãi và không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Và quan trọng hơn hết là Ukraine có thể chờ đợi được hay không. Ba nước NATO đang tăng cường chuyển quân tới biên giới của Nga. Theo Reuters, các nước NATO như là Đức, Hà Lan và Ba Lan vừa ký một thỏa thuận nhằm giảm bớt sự chậm chế trong việc di chuyển xuyên biên giới của quân đội và vũ khí dọc theo một trong những hành lang chính dẫn từ biển Bắc đến sườn phía đông của NATO. Sau khi bùng phát xung đột ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, thì NATO đã bắt đầu tăng tốc chuẩn bị cho trường hợp xảy ra xung đột quân sự đối với Nga. Bên cạnh đó, Mỹ và các đồng minh NATO khác cũng dự kiến sẽ gửi lực lượng quân tiếp viện tới mặt trận phía đông Thông qua các cảng biển bắc ở Đức và Ba Lan, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kaiser Olkren cho biết rằng điều quan trọng là phải có các điều kiện cho phép để triển khai quân sự nhanh chóng trước khi có bất kỳ xung đột nào có thể xảy ra. Do đó, các nước NATO này đã ký một thỏa thuận để bày tỏ ý định hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực di chuyển quân sự, một dự án mà sẽ giúp tăng tốc triển khai quân sự ở gần biên giới phía đông với, với Nga. Còn tại biên giới phía nam của Nga thì phương tây cũng đang triển khai các cuộc chiến tranh sinh học trang tin andally đã dẫn lời chính trị gia của kazakhstan anu kumanov cho biết rằng hiện nay các phòng thí nghiệm sinh học của mỹ nằm gần biên giới của nga đang được tiến hành triển khai điều này sẽ kèm theo những hậu quả rất khó lường theo chính trị gia này một cơ sở khác như vậy cũng đang được tiến hành tại armenia cơ sở này sẽ được đặt gần căn cứ quân sự nga ở gyuri sự xuất hiện của một phòng thí nghiệm sinh học mới ở một quốc gia láng giềng với Nga, cho thấy mối đe dọa ngày càng gia tăng trực tiếp đối với vùng cao ca sớt của Nga. Và ngoài Armenia, thì phía nam của Kazakhstan thuộc vùng Zampil, cơ sở mang tên BSL, cũng đang được xây dựng. Đây được cho là cơ sở thí nghiệm có mức độ nguy hiểm sinh học cao nhất, và nó đang được xây dựng bằng tiền vốn của Lầu Nam Góc. Và cũng theo ông của Kumanov, những phòng thí nghiệm như vậy cũng đang dành cho việc nghiên cứu những ngầm bệnh nguy hiểm như là các loại virus có khả năng gây ra đại dịch, không có thuốc đặc trị, giống như là COVID-19 hay là Ebola. Do đó, đây được coi là những vũ khí sinh học của NATO dự trữ cho những cuộc xung đột trong tương lai. Epsilusny từ chức hay âm mưu chính trị Hoàng Thái xin kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Mâu thuẫn gai gắt giữa Tổng thống Zelensky và tướng Zaluzny vẫn chưa đến hồi kết. Tin đồn về cuộc gặp mặt và sa thải ông Zaluzny đã lan rộng khắp Kiev. Liệu có một cuộc nội chiến nào có thể xảy ra ngay thời điểm nước rơi lụt bỏng của Ukraine hay không? Bên cạnh tin tức chiến sự căng thẳng giữa Nga và Ukraine, thì eo biển Đài Loan cũng là điểm nóng tiếp theo chúng ta cần phải bàn tới. Khi mà Trung Quốc đang ngày càng thể hiện rõ âm mưu của mình trước sự phản đối kịch liệt của Đài Loan. Để tìm hiểu chi tiết hơn, Mời quý vị cùng đón xem ngay sau đây. Nga chờ lời xin lỗi từ Tòa án Liên Hợp Quốc Hiện thì Nga đang chờ đợi lời xin lỗi chính thức từ Tòa án Liên Hợp Quốc sau quyết định của Tòa án Liên Hợp Quốc về vụ kiện của Kiev. Điều này đã được Phó Đại diện Thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, bà Maria Sobolovskaya tuyên bố. Tòa án Công lý Quốc tế của Liên Hợp Quốc mới đây đã xác nhận rằng không có bằng chứng nào về sự phân biệt đối xử đối với người Ukraine và người Tatars ở bán đảo Crimea. Những điều mà chính quyền Kiev và phương Tây đã cáo buộc Nga trong suốt thời gian gần đây. Do đó, các nhà ngoại giao Nga đang yêu cầu một lời xin lỗi chính thức từ Kiev và phương Tây. Nhà ngoại giao Zabolotskaya cho biết, Tòa án Công lý Quốc tế đã bác bỏ mọi cáo buộc của Ukraine, bất chấp áp lực chưa từng có từ phương Tây. Theo bà, những kiện cáo được lặp đi lặp lại trong nhiều năm qua về sự phân biệt đối xử của người Nga đối với người Ukraine và người Tatars ở bán đảo Crimea. Hóa ra chỉ là một lời nói dối. Lời nói dối này đã kéo dài từ năm 2014, kể từ khi Crimea sát nhập vào Nga. Nó đã trở thành nền tảng để các chính trị gia phương Tây chống lại Nga. Cũng theo bà Maria Zaboloskaya, chính quyết định này đã dẫn đến tình hình hiện tại ở Ukraine. Tòa án không chấp nhận các cáo buộc chống lại Nga, những cáo buộc liên quan đến thảm họa MH17 hoặc coi là Nga chính là kẻ xâm lược. Có đại diện thường trực của Liên bang Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky cũng bày tỏ ý kiến tương tự. Với quyết định này, Tòa án Công lý Quốc tế đã xác nhận sự giả dối trong các tuyên bố của Ukraine và chính phương Tây, cũng như là các tổ chức phi chính phủ được trả tiền để cáo buộc Nga phân biệt đối xử đối với người Tatars và người Ukraine ở bán đảo Crimea. Theo các nhà ngoại giao Nga, Tòa án đã đưa ra quyết định như vậy trong điều kiện áp lực chính trị rất lớn từ bên ngoài. Họ cho rằng, trên cơ sở những cáo buộc sai trái theo yêu cầu của Kiev, thì các nghị quyết quốc tế được xây dựng nhằm công nhận các nước Cộng hòa Donbass và Liên bang Nga là một quốc gia khủng bố. Ngoài ra, thì các nhà ngoại giao Nga cũng lưu ý rằng quyết định của Tòa án Công lý Quốc tế một lần nữa đã chứng minh rằng dối trá là nền tảng trong chính sách của Kiev và phương Tây. Tướng Zaluzny sẽ bị sa thải cuối tuần này. Kênh truyền hình CNN vừa đưa tin rằng Xác lệnh về việc bãi nhiệm tướng Zaluzny sẽ được Tổng thống Zelensky dự kiến ký vào cuối tuần này. Việc tướng Zaluzny từ chức cũng diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa ông và Tổng thống Zelensky ngày càng căng thẳng do hàng loạt thất bại cả trên chiến trường lẫn đằng sau hậu trường. CNN lưu ý rằng các ứng cử viên chính cho vị trí của tướng Zaluzny là Budanov và chỉ huy lực lượng mặt đất Alexander Shevsky. Tuy nhiên, cả hai người này đã từ chối vị trí này vì vậy mà Tổng thống Zelensky đã phải từ bỏ ý định thay thế trên và đang tìm kiếm ứng cử viên thích hợp. Các nhà báo chỉ ra rằng đây sẽ là cuộc cải tổ mạnh mẽ nhất đối với quân đội kể từ khi người Nga bắt đầu phòng thủ quân sự ở Ukraine. Còn tạp chí Der Spiegel của Đức thì có cái nhìn bi quan hơn. Theo đó là ông Zelensky hy vọng sẽ tổ chức một cuộc cách chức vị tướng quân đội trong im lặng. Nhưng kế hoạch này của ông chắc chắn sẽ thất bại. Bài báo cũng nhấn mạnh rằng, cuối cùng, thì cả hai bên đều sẽ suy yếu. Và đó cũng là lý do tại sao ở nội bộ Kiev đang có rất nhiều vấn đề cần phải lo lắng. Còn giới truyền thông thì tràn ngập tin phỏng đoán. Người ta cũng cho rằng ông Zelensky luôn cố gắng để cho người Ukraine thấy được một bức tranh đoàn kết, nhưng nỗ lực sa thải tướng Zaluzhny lại cho thấy sự thiếu tầm nhìn trong giới lãnh đạo của nước này. Còn đối với tổng thống Zelensky, thì giờ đây việc sa thải tướng Zaluzhny sẽ trở thành một vấn đề liên tắc và nếu ông Zelensky không sa thải được vị tướng quân đội này, thì điều này sẽ khiến xã hội Ukraine nhận thấy rằng tổng thống không có khả năng và cũng không có quyền hạn để có thể cách chức được ông Zelensky. Trong khi đó, các nhà quan sát lại nhìn thấy một điều gì đó rất kỳ lạ trong vụ bê bối từ chức này. Người ta cũng đang nghi ngờ rằng rất có thể việc tướng Zelensky từ tư chức là nhằm mục đích đánh lạc hướng người dân Ukraine khỏi một điều gì đó quan trọng hơn nhiều. Hoặc cũng có thể đó là một âm mưu chính trị phức tạp hơn đằng sau câu chuyện này. Trung Quốc chuyển đường bay đến Đài Loan Được biết rằng, gần đây Trung Quốc đã bắt đầu tiếp cận biên giới với Đài Loan. Theo kế hoạch, từ đầu tháng 2 này, Trung Quốc sẽ chuyển một trong các đường bay dành cho máy bay thương mại đi qua eo biển này. phía Đài Loan đang phản đối kịch liệt sau quyết định này của Bắc Kinh, cho rằng Bắc Kinh đang sử dụng hàng không dân dụng cho mục đích quân sự nhằm cố gắng để thay đổi hiện trạng ở hòn đảo này. Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cho biết, từ ngày 1 tháng 2 này, cơ quan này sẽ đơn phương thay đổi đường bay của các chuyến bay thương mại theo hướng Nam. Đây là tuyến đường chạy dọc theo đường trung tuyến ở eo biển, biên giới không chính thức với Đài Loan. Nó chủ yếu kết nối các thành phố của Trung Quốc với khu vực Đông Nam Á. Sau khi thay đổi, thì đường bay này chỉ cách điểm gần nhất của biên giới là 7,8 km. Cũng trong thông báo mới, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc có kế hoạch bắt đầu khai thác tuyến W122 và W123 theo hướng Đông. Trên thực tế là hướng tới Đài Loan. Các chuyến bay kết nối tuyến M503 tới các thành phố Hạ Môn và Phúc Châu của Trung Quốc. Hai thành phố này gần các nhóm đảo Kim Môn và Mã Tổ do Đài Loan đang kiểm soát. Điều đáng chú ý ở đây là các chuyến bay hướng đến Hạ Môn và Phúc Châu từ Đài Loan đang đi đường vòng quanh trung tuyến thay vì bay thẳng qua eo biển như trước đây theo tờ cnn trước động thái tân phương này của trung quốc thì cơ quan hàng không dân dụng đài loan đang phản đối kịch liệt hội đồng cơ quan về các vấn đề đại lục của đài loan yêu cầu bắc kinh dừng các hoạt động bay vô trách nhiệm ngay lập tức cơ quan này cho rằng trung quốc đang tìm cách để thay đổi hiện trạng ở eo biển đồng thời cho biết những đường bay mới của trung quốc không chỉ xem thường an toàn hàng không và thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với đài loan mà còn thể hiện ý đồ cố tình sử dụng hàng không dân dụng để làm vỏ bọc cho những ý định chính trị và quân sự của mình. Cục hàng không dân dụng Đài Loan cũng cho biết, các động thái này đã trái ngược với sự đồng thuận xuyên eo biển được đưa ra vào năm 2015. Cơ quan này cho rằng, Trung Quốc tuyên bố triển khai tuyến M503 sát đường trung tuyến, sẽ gây lo ngại đối với chủ quyền của đảo Đài Loan. Các nhà nghiên cứu quân sự của Đài Loan chỉ ra rằng, đường bay mà Trung Quốc mới điều chỉnh này sẽ chỉ cách đường trung tuyến 7 km và điều này sẽ hạn chế thời gian cảnh báo và phản ứng của lực lượng phòng không Đài Loan. Văn phòng các vấn đề Đài Loan đã bình luận về sự nổi giận của Bắc Kinh. Nhưng phía bên kia eo biển thì lại nhấn mạnh rằng việc thay đổi đường bay M503 là vì lợi ích chung của cả Trung Quốc và Đài Loan. Điều này sẽ giảm ùn um tắc trên các tuyến đường hàng không. Phát ngôn viên của Đại lục về các vấn đề Đài Loan, ông Trần Bân Hoa đã tuyên bố rằng khu vực Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc và không có cái gọi là đường giữa. Được biết, đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan trong nhiều năm qua đã đóng vai trò là giới tuyến không chính thức giữa Đài Loan và Trung Quốc. Con đường này đã được hai bên thỏa thuận kể từ những năm 1950. Nhưng mà hiện nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc không công nhận sự tồn tại của tuyến đường này vì coi Đài Loan là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc. Trung Quốc đã khẳng định điều này bằng cách cho máy bay chiến đấu thường xuyên bay qua giới tuyến này. Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cho thấy rằng Bắc Kinh đang cảnh báo Đài Loan về nguy cơ leo thang trong khu vực do mong muốn độc lập của Đài Loan. Cũng theo ông Trần Văn Hoa, nếu đảng tiến bộ dân chủ Đài Loan tiếp tục con đường tìm kiếm độc lập, thì điều đó sẽ khiến hòn đảo này rơi vào tình thế nguy hiểm hơn nữa. Sau cuộc bầu cử ở Đài Loan, dự kiến sẽ có một loạt các chuyến thăm của các chính trị gia và nghị sĩ phương Tây đến hòn đảo này. Điều này rõ ràng sẽ gây ra những phản ứng gay gắt từ phía Bắc Kinh. Tất cả những điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến giao thông hàng hải và hàng không trên eo biển Đài Loan. Bắc Kinh công khai đứng về phía Nga Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong bối cảnh mà những cuộc xung đột trên thế giới đang có dấu hiệu gia tăng, thì Bắc Kinh đang công khai đứng về phía Nga để tạo ra một liên minh có đủ sức mạnh để có thể đối đầu với Mỹ và phương Tây. Nhưng hy vọng này có thể thành công hay không? Khi mà cuộc bầu cử sơ bộ đã cho thấy cựu Tổng thống Donald Trump có khả năng cao sẽ tái đắc cử trong nhiệm kỳ này. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết trong video ngày hôm nay. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Ukraine trở thành đối tượng tống tiền trong EU Được biết, trong các cuộc họp nội bộ diễn ra trong thời gian qua, Liên minh châu Âu đã đồng ý tiếp tục phân bổ 50 tỷ euro cho Ukraine, nhưng với điều kiện là thời gian có thể phải trì hoãn và phân đoạn. Số tiền này sẽ không được gửi đến văn phòng của Tổng thống Zelensky ngay lập tức, mà sẽ được gửi theo từng phần và tuân theo một số điều kiện do Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã đặt ra cho Bruxelles. Vậy thì bản chất của những điều kiện này là gì? Và liệu Ukraine có thể qua đó để thu hẹp được những lỗ hồng trong ngân sách của mình hay không? Tờ New York Times đã cho biết, thỏa thuận phân bổ này đã bị lù mờ bởi những khúc mắc giữa các nhà lãnh đạo EU và Thủ tướng Hungary, ông Orbán. Truyền thông phương Tây cũng cho biết, trước khi bắt đầu hội nghị thượng đỉnh Bruxelles, thì các nhà lãnh đạo EU đã yêu cầu Hungary dỡ bỏ quyền phủ quyết về viện trợ cho Kiev. Vào ngày 1 tháng 2 vừa qua, hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của EU đã được tổ chức để thảo luận về ngân sách dài hạn của liên minh này dành cho chính quyền Kiev từ nay cho đến năm 2027. Tại đây thì các nhà lãnh đạo châu Âu đã đồng ý về các cuộc đàm phán về việc Ukraine sẽ gia nhập EU. Cũng lưu ý rằng, Thủ tướng Hungary từ lâu đã nhấn mạnh vào phương án thỏa hiệp, trong đó thì ngân sách phải được sửa đổi hàng năm. Đồng thời, ông cũng chủ trương duy trì quyền phủ quyết, khi sử dụng nó thì việc phân bổ kinh phí cho Ukraine có thể sẽ bị đình chỉ hoặc thay đổi. Như vậy trong giai đoạn 2024 cho đến năm 2027, Kiev sẽ nhận được khoản cung cấp là 33 tỷ euro và 17 tỷ euro miễn phí. Đổi lại thì hàng năm, Ủy ban châu Âu EC sẽ chuẩn bị các báo cáo cho các nhà lãnh đạo EU về việc thực hiện các điều kiện hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Và nếu như cần thiết, thì EU có thể xem xét lại khoản viện trợ trong 2 năm. Theo đó, số tiền này phải đến từ ngân sách của EU để mang lại cho Kiev nguồn tài trợ dễ dự đoán hơn trong cuộc chiến chống lại Nga. Chính quyền Kiev đã thông báo rằng Họ dự kiến sẽ nhận được đợt đầu tiên trị giá 4,5 tỷ euro vào tháng 3 tới đây. Đáng chú ý là EU đã đưa vào thông báo cuối cùng, đó là chuyển thu nhập từ tài sản đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga để hỗ trợ cho Kiev. Tuy nhiên, như người đứng đầu hội đồng châu Âu, Trần Michael đã lưu ý rằng, vấn đề này vẫn sẽ được giải quyết, nhưng có lẽ chưa phải là bây giờ. Trước đó, chính quyền Kiev đã nhấn mạnh rằng, nếu như không có sự hỗ trợ tài chính từ Bruxelles, thì nền kinh tế của Ukraine sẽ không tồn tại được lâu. Và cuối cùng, EU đã quyết định điều chỉnh ngân sách lên 64,6 tỷ euro. Các hạng mục chi tiêu bổ sung này bao gồm chống di cư, hỗ trợ nền kinh tế, tăng cường ngành công nghiệp quốc phòng và giải quyết hậu quả của thiên tai. Ngoài ra thì ngân sách cập nhật không bao gồm các quỹ bổ sung để hỗ trợ nông dân và các biện pháp cải thiện chính sách nông nghiệp trên toàn châu Âu. Đồng thời, EU đã dùng chuyển bởi các cuộc đình công của nông dân trong nhiều tuần qua, yêu cầu cấm nhập khẩu thực phẩm giá rẻ từ Ukraine và các nước khác. Nông dân cũng đang yêu cầu bồi thường vì giá nhiên liệu đã tăng vọt do lệnh cấm của EU đối với khí đốt và dầu mỏ từ Nga. Cũng vào ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh, quanh trụ sở tại Bruxelles, có khoảng 1.000 nông dân đã lái các loại máy nông nghiệp, biểu tình phản đối chính sách của các chính phủ EU, với khẩu hiệu rằng chúng tôi cho bạn ăn, nhưng bạn lại bỏ đói chúng tôi. Giám đốc trung tâm nghiên cứu tại châu Âu Vladislav Pelov cho biết rằng lý do tại sao mà người nông dân lại xuống đường đông như vậy. Theo ông này, nông dân đình công do cắt giảm những thứ họ đã quen dùng như là trợ cấp dầu diesel cũng do áp lực từ những người giàu sành. Nên sự bất mãn của họ là điều hoàn toàn dễ hiểu. Cũng giống như các cuộc đình công khác ở Đức có liên quan đến công chức, thợ máy và nhân viên sân bay. Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel, từ tháng 2 năm 2022 cho đến tháng 10 năm 2023, EU đã phân bổ khoảng 77 tỷ euro để hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Nhà kinh tế học người Đức Ike Hammer cho biết rằng, sự khó chịu ở EU trước việc giới tinh hoa châu Âu liên tục lên tiếng ủng hộ Ukraine ngày càng gia tăng. Ông nói, "Thật không thể tin được rằng các công dân châu Âu đang phải trả giá cho tất cả những điều này và các quan chức EU thì không hành động vì lợi ích của họ mà là vì lợi ích của những người khác." Ông Ike Hammer cho rằng EU không thể tài trợ cho Ukraine mãi mãi. Mọi người cũng hiểu rằng 50 tỷ euro được phân bổ sẽ bị lãng phí. Ukraine hiện tại không có đủ nguồn nhân lực và mô hình kinh tế chiến lược của riêng mình. Tất cả số tiền phân bổ cho Kiev sẽ trở nên vô ích. Nhưng điều tồi tệ nhất đối với châu Âu là việc EU tài trợ trực tiếp từ ngân sách cho cuộc chiến chống lại Nga, thì có thể hiểu là cũng đang trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột đối với Nga. Bắc Kinh công khai đứng về phía nga. Trong bối cảnh xung đột đang có nguy cơ xảy ra tại eo biển Đài Loan, thì Trung Quốc đã gửi một tín hiệu tới thế giới rằng nước này sẽ sát cánh cùng gà trong lĩnh vực quân sự. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đã tổ chức đàm phán thông qua hội nghị video theo sáng kiến của phía Trung Quốc. Và sau cuộc đàm phán, Bắc Kinh và Moscow đã xác nhận rằng hai bên có thể hợp tác để đánh bại phương Tây và cùng nhau đảm bảo quyền an ninh. Từ phần công khai của cuộc đàm phán qua video, có thể thấy Trung Quốc và Nga đã đưa ra những quyết định quan trọng. Trung Quốc đang giảm bớt lục quân và phát triển hải quân với tốc độ chưa từng có. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Đồng Quân, đã chỉ ra những điểm chính cho cuộc đàm phán, bao gồm các thỏa thuận giữa ông Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin trong lĩnh vực quân sự. Đó là quân đội Trung Quốc và Nga phải kiên quyết ứng phó với các thách thức trên toàn cầu. Trong cuộc đàm phán, Bộ trưởng Đồng Quân đã gọi ông Shoigu là người bạn cũ của nhân dân và quân đội Trung Quốc, đồng thời công khai thừa nhận trước toàn thế giới rằng Bắc Kinh sẽ không đóng vai trò trung gian giữa Moscow và Kiev, mà là đang đứng về phía Nga trong cuộc xung đột này. Ông nói, chúng tôi đã hỗ trợ Nga về vấn đề Ukraine, bất chấp thực tế là Mỹ và châu Âu tiếp tục gây áp lực lên phía Trung Quốc. Ngay cả hợp tác quốc phòng giữa Trung Quốc và EU cũng đã bị tấn công. Nhưng chúng tôi sẽ không thay đổi lập trường và từ bỏ các chính sách đã được thiết lập vì điều này và họ sẽ không thể can thiệp vào sự hợp tác bình thường giữa nga và trung quốc cũng theo ông đồng quân phương tây đang cố gắng cô lập nga nhưng trung quốc sẽ không cho phép điều này ông nhấn mạnh rằng trung quốc và nga là hai trong số những lực lượng quan trọng và chủ chốt nhất trên thế giới chúng ta phải ứng phó một cách dứt khoát trước những thách thức toàn cầu còn về phía nga bộ trưởng quốc phòng nga ông shoigu thì cho rằng quan hệ giữa nga và trung quốc trong lĩnh vực quân sự đang phát triển vững chắc trên nhiều lĩnh vực bao gồm các hoạt động huấn luyện tác chiến ở cả trên bộ, trên biển và trên không, đồng thời thực hiện thành công các nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu có mức độ phức tạp khác nhau. Ông cũng nhấn mạnh rằng hành động của Nga và Trung Quốc là không nhằm vào nước thứ ba. Theo ông, Nga sẽ không cho phép xảy ra xung đột quân sự giữa những người bạn của mình. Ông Sergo đã bày tỏ sự hài lòng cho quan hệ giữa Nga và Trung Quốc đang trải qua thời kỳ tốt đẹp nhất trong lịch sử. Còn tại một diễn biến khác, giám đốc cơ quan an ninh hạt nhân quốc gia thuộc Bộ Năng lượng Mỹ, bà Jill Hopi thì tuyên bố. Nước này sẽ sẵn sàng đưa ra các biện pháp để kiềm chế hạt nhân của cả Nga và Trung Quốc trong vòng 10 năm tới. Theo bà Jill Hopi, Bộ Năng lượng Mỹ đã phát triển một kế hoạch phối hợp để làm giàu uranium cho các lò phản ứng hạt nhân dân sự và các nhu cầu quân sự trong tương lai. Trước đó, vào ngày 10 tháng 11, ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa Vivek Ramaswamy cho rằng chính quyền Biden nên cố gắng tránh xung đột với cả Moscow và Bắc Kinh. Vì điều này có thể dẫn đến sự sụp đổ của Mỹ. Ngoài ra thì chính trị gia này lưu ý rằng Nga và Trung Quốc có lực lượng lớn mạnh trong lĩnh vực quân sự ở ngoài không gian. Trong khi đó, thì Mỹ lại không có năng lực quân sự đáng kể trong lĩnh vực này. Cựu Tổng thống Trump mời Kennedy tranh cử Phó Tổng thống Theo báo cáo nội bộ, từ chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump Ban vận động tranh cử của ông Trump đã mời Robert Kennedy tranh cử phó tổng thống cùng đồng hành với ông Trump. Điều này đã được tờ New York Post đưa tin gần đây. Cũng theo ấn phẩm này, sự song hành này được kỳ vọng sẽ mang lại lợi thế rất lớn về số phiếu bầu cho nhóm của ông Trump. Một cuộc thăm dò gần đây của tổ chức tư vấn Nuclear Politics khẳng định rằng bộ đôi Trump và Kennedy có khả năng sẽ giành được hơn 60% số phiếu bầu trên toàn quốc. Và theo đó, Tổng thống Biden hoặc là bất kỳ ứng cử viên đảng Dân Chủ nào khác sẽ phải chịu một thất bại rất đau đớn. Ông Steve Bannon, kiểu chiến lược gia Nhà Trắng của ông Trump, cũng ủng hộ ý tưởng này. Ông đã nói hồi tháng 8 rằng sự song hành giữa cựu Tổng thống Trump và Kennedy sẽ dẫn đến một cơn chấn động lớn trong thể chế tự do của toàn nước Mỹ. Theo tờ New York Post cũng lưu ý, ông Kennedy, 70 tuổi, người ban đầu tranh cử Tổng thống từ Đảng Dân Chủ, và sau đó tuyên bố mình là ứng cử viên độc lập được cho là không quan tâm đến điều này và tiếp tục phủ nhận những tin đồn rằng ông ấy sẽ chấp nhận chức phó tổng thống dưới thời của ông trump tuy nhiên thì nhiều người trong cuộc thân cận với cả ông trump và kennedy đã nói rõ rằng sự kết hợp chính trị như vậy là hoàn toàn có thể xảy ra và quá trình đàm phán giữa hai chính trị gia này giữa ông trump và kennedy đang diễn ra rất sôi nổi cũng lưu ý rằng robert kennedy rất nổi tiếng trong số những người ủng hộ ông trump đặc biệt là trong số những người tham gia phong trào MAGA không chính thức, có khẩu hiệu là Made American Great Again của ông Trump. Ông Robert Kennedy là người lãnh đạo phong trào chống tiêm chủng ở Mỹ trong đại dịch COVID-19 và trong lĩnh vực này đã thu hút được một lượng lớn người ủng hộ, đặt câu hỏi về độ tin cậy của việc tiêm chủng từ các công ty dược phẩm của phương Tây. Nguồn tin cũng lưu ý rằng, ông Kennedy đã nhận được sự ủng hộ đáng kể từ những công dân độc lập, những người trẻ tuổi và những người ít tin tưởng và các tổ chức chính phủ, thời của Đảng Dân Chủ. ứng cử viên Robert Kennedy cũng rất được kính trọng tại Mỹ, bởi vì chú của ông là Tổng thống John Kennedy, người đã bị ám sát vào năm 1963 tại Dallas. Còn cha của ông là Robert Francis Kennedy, từng là Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ, tham gia chiến dịch tranh cử Tổng thống của Đảng Dân Chủ vào năm 1968 và cũng bị ám sát. Tức là Robert Kennedy mang dấu ấn của một gia đình có những thành viên nổi bật, nhưng đã phải chịu đựng dưới bàn tay của thế lực ngầm theo giới quan sát khi ông trump đề nghị một thành viên của gia tộc kennedy làm phó tổng thống ông cũng hy vọng sẽ thực hiện một động thái bất ngờ và làm tình hình trở nên cực kỳ phức tạp đối với đảng dân chủ vì ông robert kennedy có thể hút được số phiếu bầu đáng kể của đảng dân chủ và nếu tính đến bài đăng mới nhất trên tờ new york post có khả năng robert kennedy sẽ trở thành phó tổng thống dưới thời của ông trump và thông tin này cũng đã kết thúc bài bình luận hôm nay của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo